Chiều chiều chim dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ, ruột đau chín chiều. Thật vậy, trong đời người ai cũng có một người mẹ, để cuộc đời ta thêm dạt dào, mượt mà quải sống lắm nhiều phiền muộn. Nhất là những người con nước Việt, khi cất bước ra đi về phương trời viễn xứ, thì trong lòng chúng ta luôn luôn mang theo hình bóng người mẹ hiền. Dẫu là người con nào đi chăng nữa, hễ khi có gặt hái được thành công hay bị thói đời đen trắng bạc đãi, thì người đầu tiên mà chúng ta tưởng nhớ để chia sẻ những nỗi niềm, tức là mẹ vậy. Ôi, ta nhớ quê hương bởi vì ta nhớ mẹ, vì mẹ chính là quê hương. Gió chiều thương nhắc khúc ca biệt ly.